Vào ngày 30 tháng 6, Wurmming đã ra mắt cái thông tin tái cân bằng xe tăng trong năm 2022 và đối tượng đầu tiên lên thớt là nhánh Grand Van, nhưng chỉ có chiếc EMU 2 và chiếc Grand Van thôi. Đặc biệt là chiếc Grand Van của chúng ta đã bị chặt thông số khá là gọi là hơi nặng tay, theo mình là hơi nặng tay. Vì sao mình lại nói như vậy? Vâng, hồi xưa cái thời mà mình lên chiếc Grand Van là nó chưa được búp đâu. Khẩu pháo vẫn là 400 sát thương, 4 viên nạp đạn gần 30 giây. Nhưng khi mà chiếc xe này được búp cái khẩu pháo là giảm xuống còn 3 viên, nhưng sát thương được tăng lên là 440, thời gian nạp đạn giảm xuống còn 21,5 giây. Thì lúc đấy chiếc Grand Van của chúng ta mới xứng đáng là King of the Hill, chúa tể của những ngọn đồi. Mình không nói về chiếc Chieftain nhé, chiếc Chieftain là tăng thưởng và không phải ai cũng có. Nhưng chiếc Grand Van trong sơ đồ công nghệ là một trong những chiếc xe đánh đồi hay hun đào rất là tốt trong cái game này. Vì sao mình lại nói như thế? Vâng, thứ nhất là bộ giáp của cái tháp pháo chiếc Grand Van. Đúng là cái tháp pháo này này, nó không thực sự là dày nhất, không thực sự là hiệu quả nhất, nhưng nó vát nghiêng anh em ạ. Đây, anh em nhìn này, nó vát nghiêng như thế này. Ít điểm yếu, và cái điểm yếu chính xác nhất trên cái tháp pháo trước mặt ấy là hai cục U, thì nó lại đặt trên giá đỡ. Và khi chúng ta nâng khẩu pháo chúng ta lên, nó sẽ hạn chế được cái việc là bị đục đầu. Đó. Còn điểm yếu là mấy cái cabin đằng sau thì chúng ta nghiêng tháp pháo quá đà thì mới bị xuyên thôi. Như pha vừa rồi mình bắn vào chiếc Grand Van bên địch ấy thì nó mới bị xuyên, còn không cứ đứng trực diện như thế này, giơ khẩu pháo lên như mình đó, thì cái cục U chúng ta sẽ chìm xuống và kẻ địch rất là khó khăn để bắn xuyên cái tháp pháo này. Đặc biệt hơn, chúng ta có độ hạ nòng -12. Anh em biết độ hạ nòng -12 trên đồi nó sẽ hiệu quả nghiêng như thế nào không? Nó có thể lên tới hơn 300mm và có thể lên tới 350. Vậy thì những kẻ địch nào có thể đục được chiếc Grand Van? Vâng, đa số đạn hit hoặc đạn vàng của pháo chống tăng thì mới có thể xuyên được. Anh em hiểu mình chứ? Đó, tại sao cái chiếc Grand Van này lại được coi là King of the Hill, chúa tể của những ngọn đồi, và nó được top pick luôn đấy, được chọn để chơi rank hoặc là clan war rất là nhiều trong những bản đồ mà có đồi núi như thế này. Đây, như bản đồ Westfield mình đang chơi đây. Cái trận đấu mà mình đang chơi thì mình bắn nó ngay sau khi mà có thông tin về thay đổi thông số của chiếc Grand Van. Với cái tâm trạng nhá, với cái tâm trạng là mình chơi khá là bình thường thôi. Cái trận đấu này mình không try hard. Vì sao mình không try hard? Bởi vì mình đã lấy được dấu hiệu thiện chiến cấp 3 trên chiếc Grand Van rồi, và mình cũng không chơi nó trong vòng 3 tháng nay. Và bây giờ mình mới chơi lại này. Đây là trận đấu mà duy nhất mình chơi lại từ thời đấy thì phải, mình nhớ không nhầm là như thế thôi. Thì mình bắn rất là bình thường. Khởi động trận đấu được 2 phút 30 giây, bắn được 1.600, hỗ trợ được 1.000, khá là ổn áp đấy chứ. Ở bản đồ Westfield thì đây là cái cánh mà chiếc Grand Van phát huy tác dụng tốt nhất. Bởi vì những cái đồi như thế này này, nó khá là dốc. Những chiếc xe hạ nòng -10 thi thoảng vẫn còn để lộ phần thân anh em ạ. Những chiếc xe mà hạ nòng -10 ấy, chơi trên cái đồi này thi thoảng vẫn bị lộ cái phần thân, nhưng chiếc Grand Van thì không. Chiếc Grand Van có độ hạ nòng -12, đặt trên giá đỡ anh em ạ. Cái tháp pháo đặt trên giá đỡ, nó không nhất thiết chúng ta phải nâng hay là lưng xe quá đà hay là ngồi xe quá đà, cho nên là chúng ta cũng rất là thoải mái. Thêm một vài bản đồ khác như là bản đồ Malinovka, Prokhorovka hay là Sarinskoye, những bản đồ đấy thực sự là chiếc Grand Van sẽ phát huy tác dụng rất là tốt. Nhưng yếu điểm chiếc Grand Van là gì? Thứ nhất là phần thân khá yếu anh em ạ. Vì nếu không nhầm thì cơ bản của nó là dưới 100mm và hiệu quả chỉ trên 100mm một chút thôi. Vậy nên cả cấp 8 có thể bắn xuyên được phần thân của chiếc Grand Van. Chiếc xe này không side scrape được đó, mà đấu trực diện cũng không xong. Tiếp theo là cái tốc độ. Hiện tại tốc độ tối đa của chiếc Grand Van đang là 60 và lùi 18. Nhưng thực tế chiếc xe này duy trì ổn định chỉ đâu đó khoảng 40 cho đến 50 đường bằng thôi. Còn lại chúng ta mất rất là nhiều thời gian để có thể lên tới 60, hoặc chúng ta phải mang litho. Điều đó giới hạn chiếc Grand Van của chúng ta thay đổi vị trí nó không được như là tăng hạng chung. Mà rõ ràng cái thông số đấy có thể được coi là ví von là tăng hạng chung rồi. Quay trở lại cái thông số mà chiếc xe tăng này sẽ thay đổi trong năm 2022. Thực tế thì nó mới ở Super Test thôi. Chính xác thời gian vào game hay không ấy thì ít nhất phải là 1 đến 2 tháng nữa. Nhưng với cái thông số như vậy thì mình có thể tin rằng là chiếc Grand Van bắt buộc phải chặt rồi. Bởi vì hiện tại nó khá là ốp trên đồi, nó khá là broken một chút theo cái hướng mà nhiều người biết chơi. Còn nhiều anh em mà không biết chơi tăng băng đạn cũng như không biết tận dụng tốt chiếc Grand Van thì nó cũng phế như thường thôi.
chứ không phải là chiếc xe này broken giống như là chiếc Chieftain Door 279 đâu. Mình nói thẳng với anh em luôn là chiếc Chieftain và chiếc 279 nó còn broken hơn chiếc Grand Van khá nhiều, bởi vì bọn nó còn chơi được nhiều địa hình khác nhau nữa. Còn chiếc Grand Van chúng ta chủ yếu chỉ chơi rundown thôi, có nghĩa là một là trên đồi, hai là dùng cái địa hình để cản lại cái phần thân, chắn cái phần thân. Rồi, như anh em thấy thì pha vừa rồi mình đã chặn được một viên đạn vàng từ chiếc 27. Phát đấy mình phản ứng khá là nhanh khi mà thấy chiếc 27 nhô lên và mình xoay tháp pháo về hướng của anh ta và chặn được. Và đây, anh em nhìn này, tháp pháo của mình này, chặn được bao nhiêu viên đạn rồi? 1, 2, 3, 4, hình như còn thêm viên đạn nữa thì phải. Mình nhớ không nhầm thì, à không, cái này là cái model thôi. Nhưng mình chặn khá tốt trên cái tháp pháo của chiếc Grand Van. Được rồi, tại sao mình thay đổi vị trí? Bởi vì mình thấy ấy, cái vị trí trung tâm, cái căn cứ ấy, bên mình đang chiếm khá là tốt rồi, sắp tiêu diệt được chiếc EMU-2 rồi. Và mình quyết định flank họ, có nghĩa là thọc sườn họ bằng cách đến một cái vị trí đồi bên cạnh. Và một viên vào chiếc STB, bay vào luôn chiếc STB. Thêm viên nữa được không? Đó, ok. Như vậy là kẻ địch cũng đã rút lui nhanh chóng. Để xem mình bắn được không nào. Không bắn được thì mình sẽ nạp lại đạn. Quay trở lại về cái hỏa lực của chiếc Grand Van đã bị thay đổi. Hiện tại mình rất là thích 3 viên của chiếc Grand Van. Nếu anh em mò lại một vài cái video mà mình nói về băng đạn ấy, là mình thích băng đạn 4 viên hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình có thể cho một viên, dùng một viên chặt xích kẻ địch và 3 viên còn lại xả vào họ. Họ sẽ mất một lượng máu khá lớn. Nhưng chiếc Grand Van chỉ có 3 viên thôi, đồng nghĩa với việc cả 3 viên của chúng ta nên xả hết vào kẻ địch. Hồi xưa cái thời mà mình mới chơi thì delay của chiếc Grand Van là 3 giây anh em ạ. Hiện tại thì chỉ còn khoảng 2,7 giây hay là 2,5 giây đấy, mình không nhớ. Mình cũng không để ý lắm. Nhưng sắp tới chúng ta bị giảm thời gian nạp đạn lên tới 25 giây cho 3 viên. Có nghĩa là chúng ta sẽ cộng khoảng 4 giây, cộng 4 giây vào. Vậy thì cái vấn đề đặt ra ở đây là gì? Với 21,5 giây chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ đồng đội khá là nhanh. Không khác gì chiếc ZG bắn 1.000 sát thương, trong khi đó chúng ta bắn được 1.003 sát thương thì phải. Đúng nhỉ? 1.003 hay là 1.000 mấy? 440 x 3. Mình nhớ là nhân lên là 1.003, hơn 1.003. Có thể bắn học một chút, anh em thông cảm. Thì đấy, thì bây giờ 25 giây cho 1.003, lâu hơn anh em, lâu không? Thà cho mình thêm một viên đạn nữa, nạp đạn 30 giây như cũ đi. Hồi xưa nạp đạn 4 viên, 30 giây như cũ đi để tôi bắn 4 viên cho sướng. Đó. Mình chỉ có duy nhất một cái trận đấu này thôi. Nhưng mà sau trận đấu này thì mình sẽ cho anh em xem một vài trận đấu mà mình từng bắn trên livestream và cũng khá là tốt. Rồi, chốt lại cái vấn đề của mình là gì? Vấn đề của mình hiện tại chiếc Grand Van đang rất là tốt. Một trong những chiếc xe mà mình yêu thích, một trong những chiếc xe mà dùng trong nhiều chế độ khác nhau, mà người chơi rất là sử dụng nó có hiệu suất rất là ngon, cả kể nó là băng đạn đi nữa. Đấy. Nhưng một vài yếu điểm của chiếc Grand Van hiện tại, mình không hiểu tại sao Quân Minh có thể động vào những yếu điểm đấy. Đặc biệt là khẩu pháo và đặc biệt là cái tốc độ tối đa. Khẩu pháo và tốc độ tối đa của Grand Van hiện tại không phải là thứ tốt nhất trên chiếc Grand Van, mà là cái độ hạ nòng cùng với cái tháp pháo của nó. Đây mới là điểm mạnh của chiếc Grand Van. Thì Quân Minh lại không động vào, không cân bằng cái đấy, mà lại động vào khẩu pháo và động vào cái tốc độ tối đa. Đây là điều mà mình không thích. Quân Minh có thể làm gì đó với cái tháp pháo này cũng được, thêm một điểm yếu cũng được, hoặc là giảm nhẹ nó cái phần giáp đi cũng được, để cho chiếc xe này hạ nòng ý mình là chơi rundown nó trở lên bình thường hơn, thay vì quá là broken. Có nghĩa là trên cái tháp pháo này họ có thể tạo ra một điểm yếu cũng được, không nhất thiết phải giảm giáp. Đó, hoặc cho cái cục U nó to hơn một chút cũng được, để cho kẻ địch ngắm bắn kỹ hơn vào chiếc Grand Van. Thì đó là điều mình thích. Còn nếu như họ vẫn giữ nguyên cái tháp pháo như thế này, họ giảm thông số về khẩu pháo và giảm thông số về phần giáp đi, thì giảm thông số về cái tốc độ tối đa đi, thì phải cho mình cái bộ giáp ở trước khỏe hơn một chút. Có nghĩa là lên tới 150 đi, vát nghiêng như thế này sẽ hiệu quả 200mm. Thì lúc đấy mình mới chấp nhận với cái tốc độ mà chỉ chạy có 40, 46, 48 gì đấy thôi. Anh em hiểu mình không? Đó, thực tế là chiếc Grand Van đang bị giảm thông số rất là tệ đấy. Mình nghĩ là như vậy, cả cái anh em mang nitro mà mình vẫn chưa biết được rằng cái thông số cuối cùng là cản địa hình cũng như là công suất động cơ nó như thế nào. Nếu như nó giữ nguyên cái công suất động cơ cũng như cản địa hình như hiện tại bây giờ, thì mình đảm bảo chiếc xe này tốc độ tối đa là 40 thì vẫn chỉ chạy 35-30 mà thôi. Vậy nên chúng ta cần phải chờ thông số cuối cùng. Còn nếu với cái thông số hiện tại bây giờ, mình chỉ mong Quân Minh búp cho cái giáp của chiếc Grand Van nó tốt hơn một chút, để mình có thể đánh cận chiến tốt hơn, thay vì phải sử dụng cái tháp pháo đánh hundao, tìm vị trí hundao. Có nghĩa là mình muốn chiếc Grand Van mình đa nhiệm hơn. Đấy, chơi hỗ trợ, vừa hỗ trợ vừa chơi cận chiến. Đó là cái suy nghĩ của mình khi mà mình muốn chiếc Grand Van được cân bằng, chứ không phải là bị chặt thông số như thế này.
Bởi vì chiếc Caravan hiện tại bây giờ chỉ là đang rất tốt thôi, nó không đến nỗi mà quá là ốp, chỉ là nó tùy thuộc vào cái map ấy, tùy thuộc vào bản đồ. Bản đồ mà không có đồi núi thì chúng ta sẽ phải đi cùng đồng đội, dùng đồng đội làm lá chắn rồi. Nhưng mình muốn chiếc Caravan này chơi độc lập tác chiến nó cũng tốt. Đó, đó là suy nghĩ của mình. Bây giờ đến với những trận đấu mà mình bán trên livestream nó cũng khá là ổn áp thôi. Full vàng nha, full vàng nha. Biết vậy đã. Chờ mau với thằng 705 lên nó cũng lâu này, thôi tôi cứ full ABCR bắn bắn bọn MT cho nó dễ đã. Này cố gắng kiếm 5 đến 6.000 thiệt hại nào. Chỉ cần thế thôi là Rồi. ngon rồi. Nghỉ hành để đứng nhà quá vậy, để chịu kéo. Này kiếm 6.000 cái là lên được gì đấy, thứ tư đấy. Hiện nay mà bắn được 10k thì lên luôn. Ủa con 907 nó có cái con trường gì ấy nhỉ? À. Có chứ không phải team mình á. Còn trường top 1 đua đấy, đua xe đấy. À, đua xe á. Thằng sư đang mà soi được á. À không, Manticore bên mình soi. Manticore bên mình soi. Đây đây. Làm sao ở đấy, sư đang soi. Thế lạ. Manticore lên đây rồi này. Quan trọng là thằng Manticore còn lại đâu này. Nó mà lên đồi phang nó luôn. À đây rồi, nói rồi. Đấy. Sơ đan này đừng chạy nhá, sơ đan. Chết rồi. Rồi. Bật. Có thằng trên đồi. Có thằng vừa chạy lên trên đồi này rồi. Thằng đang cao thằng neo đấy, neo nó mang đi chỗ leo nào. Leo. Chứ làm sao mà chạy vèo cái lên đấy được nhỉ? Để leo thôi. Nó vừa bán 400 luôn, chỉ có leo thôi. Gai bắn thằng mặt con. Bỏ lên chim đội. Rồi sao biết cái thằng gì gai. Rồi lấp lấp vào. Mấy thằng bắn sợi đèn này nó chạy quá. Không hiểu sao không thích chơi sợi gai. Đội mấy bố. Caro mất nhiều máu thế. Caro thì nó bị bắn, nó bị bắn sau này, nó bắn vừa nãy. À bảy xuống kia. Mày được sao? Xích à? Không bảy bên mình sao liều thế nhở? Có con tức đấy, cứ canh bọn trên đồi đi, để tôi xử lý mấy thằng bên phải đã cho nó rộng rãi cái đã. Kìa. Kìa đừng đừng đéo lên. Đành cố rồi. Ai mà tao này? Kìa. Ush. Quay lại chiếm cục đá này này, ôi sao hút đau đem gì, xong chiếm cối xoay gió, có phải dễ hơn Cyclades tốt hơn không? Tào lao thế thật thú. Ui giời. Thì mẹ có. Em tưởng cái thằng nó chiếm nó rồi mẹ, em không cần nữa. Hai ba thằng cũng sâu rồi mẹ, không đâu đi. Quá. Cứ dồn thằng Kravan xuống. Đang lại 2k máu rồi, không sao cả. Thằng mua đứa nhà. Bắn yếu hiểu sao bị bắn trượt quả đấy được ạ. À. Thôi đi ra đi. Đấy, một. Sắp rồi rồi, nó bóp mình thế. Thề luôn, nó đang bóp mình anh em ạ.
sao rồi? Cái địch mà. Ấy, thảo đến 500 luôn. Để bắn mồi này, bắn mồi này. Không xin. Rồi, 3 phát rồi đấy. Xử lý nó đi. Xử lý này. Bắn đi. Rồi, xong rồi. Được. Chết mẹ. Leo à? Leo leo leo. Đâu đâu binh lại thôi. Đó, ngay ngay sau cái ở ngay sau cái đồi. Tệ, đéo để tin được. Nhưng mà giờ bắn tệ đi trận ngày hôm nay. Trận này. Nhưng để vẫn chưa rồi. Vào đi cái đờ. Mẹ nó chạy một phát luôn. Vẫn chưa giết được Matiko, bên mình thì hết LT. Vãi thật. Matiko bên phải hả? Để nó chạy kìa. Ôi thằng này chú ý vào. Có cái EB ở dưới đúng không? Ờ em không biết. EB ở dưới. Để Matiko nó chạy thoát thế. Bang nó luôn. Rồi, TV một viên rồi. Ok, nó chưa cái được luôn. Chút mình đẻ. Ủa, ai. Sao? Ấy. Nghìn máu luôn. Rồi, thằng Pháo nhá, mày nhớ mặt tao đấy. Chết rồi, sửa nhanh nào. Giờ nó đạp 10 giây mà. 10 giây nhưng mà tôi sửa 7 giây. Vãi rồi. Rồi mày quá, nó bắn đạn AHT thường. Ui giời ơi. Nó sửa 7 giây rồi. Chứ nó kiếp lái à? Ừ, tôi học full ổn định ống pháo. Con này phải full học full ổn định ống pháo. Bắn ai? Chạy. Bắn ai? Trận này khởi động hơi tệ một chút nhưng mà kết quả vẫn làm mình mỹ mãn anh em ạ. Mình nói thật là trận đấu này là mình trầm cảm vào đoạn đầu nhưng mà cuối cùng thì vẫn mỹ mãn. Đoạn cuối vẫn ok, ổn, chấp nhận. Trận đấy bao? Không biết được. Vẫn nhiều không? Theo nhiều không? Mình nói đúng không anh em? Đúng 10k trận này lên luôn. 10k trận này lên luôn. Yes. Grand Van với tôi chúng tôi à. Trời ơi, con xe dễ quá. Yes. Anh em thấy được không? Mình tiên đoán đúng không? Ở đầu trận đấu mình bảo là 5 hoặc 6.000 thiệt hại là lên được 94 và đúng 10.000 là 3 sẹo. Anh em thấy mình đoán chuẩn không? Không có nhá. Mình không hề có một cái mod nào nhá. Không có mod để tính toán nhá. Thế mà mình vẫn có thể tính được trong đầu. Thế mà anh em vẫn kêu mình chúa tể toán học. Ui Giang Huỳnh, cảm ơn bác Giang Huỳnh rất là nhiều. Chúc mừng anh. Chùm gì anh em? Ăn được không mới là chùm. Bên nó cũng có 2 caravan. Mình không ăn được thì nó cũng ăn. Mình ăn được thì nó ăn được. Mình không ăn được nó cũng không ăn được. Nói chung là so kèo kỹ lăng thôi. Chứ chùm gì anh em? Chưa gì ông Krava bên địch đã mất nửa cây rồi. À, Milo. Này thì Rhino này. Ủa ấy, lấy đạn kia, eo. Pha đấy mình ngắm rõ ràng mà cục U đâu mà lấy đạn. À, cày. Tillbaka från ställningen.
rồi em 100 kìa. Nghe 100 xong ngáo thế em 100. Em 100 bên bị mắc ngáo. Bên mình tự dưng đi ra cái quả đấy để nó đấm cho vỡ mồm. Áo. Quá ốc. Tha vừa rồi. Quá ốc. Đấm được. Đấm cái gì đây em 100? Quậy. Má thằng em 100 này, hai cái thằng em 100 này. Một thằng thì bóp, một thằng thì đẩy, đẩy một kẹt. Oj, lej där. Vi kan inte sikta ordentligt. Thằng E100 này mình bắt đầu sợ thằng E100 này rồi đấy. Nó đứng đây mình cảm giác mình sợ nó vãi. Nó cứ đứng cạnh mình này, mình sợ thằng này cực kỳ luôn. Thề thằng này lúc ấy nó đẩy mình, bây giờ mình chỉ sợ nó đẩy mình lại tiếp thôi. Thề luôn, đứng cạnh thằng này bây giờ mình cảm thấy nó nguy hiểm quá. Thật luôn ấy. Mình đứng cạnh thằng này bây giờ mình cảm thấy thực sự là nguy hiểm. Về. Vãi, E100 đội bạn đang ở kia. What the hell? Mình cứ tưởng E100 bên đội bạn ở bên đang đi đâu cơ. Hóa ra ông ấy AFK ở chỗ A5 anh em ơi. Ông E100 bên đội bạn AFK ở A5. Biết thế mình di chuyển đến vị trí đấy mình bắn free dam thằng E100 rồi, sướng vãi. À. Úi giời, hai pháo kìa. Hai pháo đằng kia.
Ôi, thằng 261. Biết thế mình còn đạn. Mình vừa mới làm đạn xong. Chuột cơ. Chết cho va chạm. Bay màu. Rồi, xong rồi. 7.000 thiệt hại. Bờ luôn. Không nói nhiều. Không nói nhiều. Trận đầu tiên mở bàn cho stream mờ luôn. Wow, nghe được 1.300 luôn, mờ rồi, có 7.000 sát thương là mờ rồi, ngon quá.